Tôi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là khoảng 11 giờ hơn và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Điện Biên Phủ, và trước mặt chúng ta đó là cái ngã tư, một cái vòng xoay ngay cầu Điện Biên Phủ. Và con đường Điện Phủ ngày xưa có tên là Phan Thanh Giản, và con đường này sẽ nối dài ra đến cầu Sài Gòn và đi qua xa lộ Biên Hòa, cũng là xa lộ Hà Nội ngày nay. Và theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta sẽ thực hiện một cái video clip đi từ cầu Điện Biên Phủ cho đến bến xe Miền Đông, để khi mà sau này bến xe Miền Đông không còn nữa thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh khơi gợi lại những cái hình ảnh của ngày xưa, xem lại cho nó vui. Chứ mà chúng ta xuất phát nha. Ngay đây có một cái bùng binh và có cái đồng hồ, và đi qua một cây cầu, đó là cầu Phan Thanh Giản ngày xưa, và cũng là cầu Điện Biên Phủ ngày nay. Đây là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, nhưng mà hôm nay chắc đèn đỏ đèn xanh nó hư rồi chứ sao. Chúng ta không có đèn để dừng lại, rất là khó khăn để qua đường. Nghe cô chú anh chị giới thiệu thì gần đây có một quán miếng cua cũng rất là nổi tiếng, 94 Đinh Tiên Hoàng. Ngay đây như là cái dốc vậy đó, chúng ta đổ dốc xuống nè. Chúng ta đang ở trên cao nhìn xuống nè. Và ngay đây có cái bùng binh, có cái đồng hồ ở giữa nè, vẫn như ngày xưa nè. Cái đồng hồ này khi mà em biết đến Sài Gòn thì ở đây là có rồi nè, mà trước đó thì không biết đã có hay chưa. Do em là thế hệ sau nên thành ra không có biết nhiều về ngày xưa cho lắm, chỉ biết thông qua những cái sự chia sẻ của cô chú anh chị. Nơi đây là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, rồi Nguyễn Bình Khiêm. Ở đây là Nguyễn Bình Khiêm đi về sở thú nè. Và chúng ta sẽ đi lên cầu Điện Biên Phủ. Và ngay cầu Điện Phủ này có một cái trụ rất là lâu rồi nè. Và phía dưới cầu Điện Phủ thì có hai con đường, ngoài xa Trường Sa cặp bên hai bên của dòng kênh Thị Nghè, dòng kênh nói dài tới dòng kênh Nhiêu Lộc. Bên kia là chợ Thị Nghè nè. Nơi đây chúng ta có thể xuống cầu cũng được nè. Và con đường Điện Biên Phủ ngày nay rất là lớn nè. Con đường rất là đẹp. Ngày xưa thì con đường này là xa lộ, theo lời chia sẻ của anh chị thì đó là xa lộ Biên Hòa, đi về Biên Hòa Đồng Nai. Nhưng mà ngày nay thì con đường nó mở rộng hơn, đi dài hơn và tới Hà Nội luôn, nên gọi là xa lộ Hà Nội. Có lẽ anh chị đã xa Sài Gòn thì chúng ta sẽ không nhìn ra những hình ảnh này. Nếu mà xa khoảng chừng hơn 10 năm thì hơi khác tí, nhưng mà hơn 20 năm thì sẽ rất là khác. Bởi vì ngày xưa thì không có nhiều building như bây giờ.
đi chút xíu nữa chúng ta sẽ có một cái vùng binh nữa, đó là ngã tư Hàng Xanh đó. Mình thấy bên trong mát mẻ ghê chưa, ở đây có những xe nước mía nè, xe bán nước cam nè. Đường này đi rất là thích thú, chạy xe rất là thoải mái. Ở ngoài thì có làn xe máy nữa, làn xe hơi nữa. À, trường đại học Hồng Bàng. Trời ơi, quên hoài. Nè, trường rất là lớn luôn nè. Eagle đó. Đó. Trường này cũng là trường tư học, trường tư. Nội thất trang thiết bị rất là hiện đại. Con đường này cũng là một trong những con đường chính mà đi vào và đi ra Sài Gòn theo hướng miền Đông. Đặc biệt con đường này cũng là con đường đi ra bến xe miền Đông. Ngày nay thì có thêm một cái cây cầu vượt bắc qua cái ngã tư Hàng Xanh. Hôm bữa chúng ta có đi đi nhà thờ Fatima và mình đi ở dưới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cầu Thị Nghè đó. Thì hôm nay mình đi tiếp tục một cái con đường khác nữa, đó là con đường Điện Biên Phủ Phan Thanh Giảng. Để mình nhìn thấy rõ hơn những cái góc độ, những cái khung cảnh khác ở con đường khác và cũng đi đến con đường đó ha. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ không có đi qua cầu Bình Triệu mà chúng ta sẽ đi đến bến xe miền Tây ở miền Đông thôi. Và những ngày sắp Tết này thì Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp. Mỗi nhà, mỗi gia đình đều chuẩn bị cho mình một cái ký kiệu, một cái hũ kiệu, kiệu ngâm giấm. Và nhà như má cũng đang làm. Nhưng mà năm nay má mua ở, của cậu mua ở Gò Vấp á, như là 65.000 một ký. Đó, chúng ta sẽ quẹo qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha, dưới cái cầu vượt này. Nếu lúc nãy mình lên cầu vượt là mình đi ra cầu Sài Gòn luôn á. Đi tới tí nữa thì mình có khu du lịch Văn Thánh. Sẵn hôm nay em có việc đi ở ở Đa Cao rồi. Xin nhớ tới yêu cầu của chú anh chị ở cái khu vực này thì sẵn đó em cũng chạy thêm một đoạn nữa đi đến đây để chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Con đường này cũng là một trong những con đường mà chùm kẹt xe. Nếu mà các anh chị ở các tỉnh khác hoặc là chúng ta chưa lâu lâu chúng ta mới đến Sài Gòn một lần thì có lẽ mình nhìn những hình ảnh xe cộ này thấy rất là mệt mỏi. Ở đây có bán rất nhiều vịt quay nè. Nhưng mà ngày nay thì ít rồi, không có nhiều nữa. Ngày xưa thì mới nhiều đó. Và đặc biệt của con đường này là không thích hợp để chúng ta đi bộ. Bởi vì vừa nắng rồi không có lối đi, nên thành ra chúng ta thấy nó rất là chật chội, đường thì nhỏ, xe thì đông. Và con đường này cũng là con đường huyết mạch để đi đến bến xe miền Đông thôi. Không biết sau này thì bến xe không còn nữa, bến xe dời đi xa,
bến xe giờ đi xa thì không biết con đường này có còn đông như thế này không. Vào những ngày thường thì giờ cao điểm thì con đường này chen chúc nhau rất là mệt mỏi. Thường mỗi ngày thì em đi làm giờ hành chánh nên thành ra xen kẽ khi mà đi công việc gì đó rồi bật máy quay phim lên và chia sẻ cùng các anh chị và các bạn xem để chúng ta có một cái chút xíu gì đó thương thương nhớ nhớ về Sài Gòn ngày xưa khi mà chúng ta còn ở đây. Và tuy là Sài Gòn nắng mưa khói bụi nhưng mà đâu đó vẫn là cái hình ảnh đặc trưng của quê nhà. Mặc dù chúng ta đang ở một đất nước hiện đại, một cái đất nước rất là lớn, nhưng mà đâu đó vẫn còn có quê nhà vẫn chào đón các anh chị và các bạn. Bây giờ nhạc Tết, nhạc xuân lại tưng bừng ở khắp các con đường ngõ hẻm, đặc biệt là những shop quần áo, những cái cửa hàng bán ba cái quần áo nè, rồi những cửa hàng bán vali, túi xách, quán cà phê. Xuân ơi, xuân đã về. Đó, chỗ này chúng ta quẹo phải thì sẽ đi ra Bình Thạnh, qua Bình Quế nè, Thanh Đa, Bình Quế. Cái quán cháo vịt Thanh Đa đó. Bán rất là nhiều đồ lính nè, vali, túi xách 399.000, 400.000, quần áo giá rẻ nè. Tết này thì có rất nhiều đồ giá rẻ, nhưng mà tiền nào thì của nấy thôi. Mình đi tới tí nữa là đến bến xe miền Đông, mình sẽ đi vào con đường nhỏ nhỏ cặp bến xe. Chúng ta không có qua bên kia cầu Bình Triệu ha. Nếu mà đi qua bên kia cầu Bình Triệu là mình sẽ đi về Fatima, nhà thờ Fatima, rồi đi thẳng ra lái theo Bình Dương luôn đó. Có những comment của cô chú anh chị rất là xa, ở gần Lái Thiêu luôn, rồi quận 12 Hóc Môn, mà cái hướng đó thì em cũng ít có dịp đi, mà cũng không có rành nhiều về khu đó, nên thành ra nếu đi đến đó thì chắc phải có dịp, có dịp em mới đi đến đó được ha. Thì đây là cổng số 4 nè. Bến xe miền Đông thì có rất nhiều cổng, mỗi cổng tương ứng với các tỉnh. Thì nếu mà các anh chị và các bạn ở tỉnh nào thì chúng ta sẽ đi vô cổng tương ứng để kiếm xe cho nó dễ thôi. Còn không thì mình vô cổng nào cũng được, mình vô đó mình tìm. Rồi chúng ta sẽ qua đường, ở đây có con đường nhỏ nhỏ nè. À, ngày xưa con đường này rất là bụi bặm và nhỏ hẹp, nhưng mà ngày nay thì con đường này rất là rộng rồi, sạch sẽ, đổ nhựa. Ngày xưa đây là con hẻm thôi. Nhìn qua cổng bến xe miền Đông,
có rất là nhiều anh taxi của xe Grab công nghệ ở đây chờ khách. Cái nghề cũng rất là nhàn hạ, cứ mở điện thoại lên có khách thì điện thoại sẽ báo ra chạy chạy 1-2 phút rồi về, tắt điện thoại đi ngủ xong rồi mở lên chạy tiếp. Nếu mà ai mua xe trả góp để chạy thì lại sẽ áp lực hơn, ngày kiếm 300-400 ngàn thoải mái đủ sống. Ở Sài Gòn nhiêu đó là sống cũng được rồi. Đa phần Grab thì là người ta chỉ làm thêm thôi ha, rảnh rỗi kiếm thêm thu nhập, cơm áo gạo tiền. Mình nhìn qua đây là cổng chính nè, cổng số 1. Có lẽ nó hơi bị chói nắng, ngược nắng quá. Bây giờ xe đò cũng rất là hiện đại rồi, xe giường nằm. Một chiếc xe đò cũng khoảng có giá 3-4 tỷ, tương đương với một căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn 3-4 tỷ rồi, xong người ta về kinh doanh, chạy xe chở khách. Bây giờ nhu cầu của khách hàng rất là cao, xe mà cũ là người ta không có đi. Chúng ta qua đây là đường Đinh Bộ Lĩnh. Nếu mà thẳng Đinh Bộ Lĩnh này mình sẽ ra lại con đường Điện Biên Phủ nè. Vòng vòng bến xe cũng có rất là nhiều quán cơm rồi quán cà phê, rồi bãi giữ xe, rồi nhà nghỉ, rất là nhiều luôn. Có bến xe thì cơ hội bán buôn của bà con ở đây cũng dễ dàng hơn, cũng thuận tiện hơn. Nhưng mà sau này bến xe dời đi ra tới quận 9 rồi thì chắc có lẽ vắng, khu này sẽ vắng bớt. Khu này bán rất là nhiều tràm, cây tràm để làm móng xây nhà đó. Chúng ta đến giao lộ này là giao lộ Chu Văn An nè, đi thẳng nếu quẹo phải Chu Văn An chúng ta sẽ đi đi về nơi Trăng Long, cầu Băng Ki rồi đó. Còn quẹo trái thì sẽ ra xe buýt Nghệ Tình, ra bến xe miền Đông tiếp, như là hình tròn vậy đó. Đây có những cái hẻm mà quẹo ra xô viết Nghệ Tỉnh nè, cái hẻm đi ra bến xe miền Đông lại nè. Do là con đường này một chiều, bến xe miền Đông thì có nằm ở tiếp giáp của hai con đường và hai con hẻm, thì hai con đường đó là Đinh Bộ Lĩnh và xô viết Nghệ Tỉnh, một chiều đi và một chiều về. Chúng ta đang ở đây là chiều về Sài Gòn nè. Chúng ta qua cây cầu nè. Nếu mà ngày xưa các anh chị đã từng đi bến xe miền Đông và bây giờ mình đang ở khu vực khác, ở tỉnh khác, ở đây cầu Đinh Bộ Lĩnh ha, hoặc là ở các nước khác, thì hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại cái khung cảnh ở Sài Gòn, con đường đi đến bến xe miền Đông. Và
nếu sau này bến xe miền Đông không còn thì những hình ảnh này sẽ là kỷ niệm để gợi nhớ chúng ta khi một thời ngày xưa như thế. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn có một ngày an lành và hạnh phúc. Và video này cũng xin tạm dừng. Tạm biệt các bạn, anh chị và các bạn. Bye bye các anh chị và các bạn. Tới đây là đường Bạch Đằng rồi nè. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Bạch Đằng đi. Em sẽ đi về chợ Bà Chiểu đây. Rồi bye. Giáo xứ hàng xanh.